Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người đến với tiết mục là săn sale mua hộ của nhà Happy Feel Group. Và sản phẩm ngày hôm nay Trâm sẽ giới thiệu đến mọi người đó là một chiếc đồng hồ lịch lãm đến từ thương hiệu là Anna Klein. Và chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt so với những chiếc đồng hồ khác thì mọi người hãy cùng Trâm xem qua một chiếc clip ngắn bên dưới nha. Thương hiệu được sản sinh tại nước Mỹ, bà Anna Klein đã chính thức thành lập thương hiệu dựa trên tên của bà. Đồng hồ có những đặc điểm sau: tháo kính pha lê khoáng, mặt số đen bóng với kim cương chính hãng tại vị trí số 12, vòng đeo tông màu vàng trắng men màu với các liên kết có mắt có thể điều chỉnh được. Bộ máy Nhật Bản. Đường kính vỏ 28 mm, chống nước lên đến 99 feet tức là 30 m, chịu được nước bắn giọt hoặc ngâm trong thời gian ngắn nhưng không thích hợp để bơi hoặc tắm. Các màu sắc hiện có trong bộ sưu tập này gồm có đen vàng, đen bạc, đen vàng hồng, cam da vàng, trắng vàng, màu bạc, xám vàng và xanh lá vàng. Hãy cùng xem feedback của một số khách hàng quốc tế nhé. Giá bán hiện nay của sản phẩm là 1.437.000 đồng. Giá bán sẽ được thay đổi theo giá của phía đối tác Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ cập nhật giá bán ngay khi bạn mua hàng của chúng tôi. Quyền lợi của khách hàng khi mua các sản phẩm săn sale mua hộ tại HPTV Group.